trò của truyền thông báo chí chúng ta không phải là công cụ, đúng không ạ, để tuyên truyền, để bưng bô hay là để đánh phá, để lăng xê. Anh bưng bô cho tổng thống Donald Trump cũng là bưng bô, anh bưng bô cho cộng sản thì chắc chắn là đối với chúng ta là bưng bô rồi, nhưng mà anh bưng bô cho chính nghĩa, anh bưng bô cho mẹ nấm, blogger mẹ nấm thì vẫn là bưng bô. Truyền thông báo chí là mình chuyển, mình thứ nhất là mình làm sáng tỏ vấn đề, đúng không ạ, mình truy cầu sự thật và mình truyền tải, chào cả nhà, truyền bá sự thật, mình loan tin, mà cái tin đó nó phải là sự thật. Và khi mà họp báo như vậy, khi mà mình đặt câu hỏi, mình tạo điều kiện để cho các người trả lời câu hỏi, chào Đồng Hương, chào cả nhà nhé. Làm sáng tỏ. Thì sao đang đang làm qua đây, cái chuyện anh có chấp nhận cờ vàng hay không, thịt anh bò cuốn 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 gì cái anh cũng phải cuốn lá lốt quả. Nguyễn Tiến, kỹ sư Nguyễn Tiến Trung cũng vậy. Nó đang ngồi chuyện, đây buồn buồn, vừa nằm vừa nói chuyện cho nó đỡ buồn. Đúng không ạ? Để mà phải hello chào các bạn. Xác định trả lời những câu hỏi. Và nếu mà trả lời. Ôi trời ơi, suốt ngày mở tin tức lên xem là toàn nói về cái bọn chống cộng, rồi tranh nhau giành ngăn, rồi đủ các thứ trên cõi đời. Thì mình thấy là thấy cái bọn này nó buồn cười quá, chứ chúng nó toàn nó làm ra những cái chuyện này để kiếm cơm kiếm miếng ăn thôi, chứ chúng nó đấu đá gì nhau, chúng nó chống được cái gì à. Bên đó lạnh không chị, nóng rồi, mấy hôm nay nóng lắm. Đóng mấy chục độ luôn ở trong nhà, bật máy lạnh luôn suốt cả đêm. Là quấn. Cái này là đi ra chợ Tết á, người Á mình, người Việt mình làm cái món này là bán 10 đồng 3 cái, 10 đô Úc 3 cái là 100 bao nhiêu ngàn ạ. 3 cái như thế này thôi. Nha. Yeah. Ba cái, 10 đồng 3 cái. Chứ bọn trẻ con nó cũng thích ăn lắm, mình làm cho nó ăn. Mà cái lá lốt này ở đây cũng đắt lắm, 10 mấy đồng một cân. Đó, làm cái này. Thì bây giờ các bạn thấy không, bây giờ cái bọn chống cộng bây giờ nó có mẹ rồi. Giờ nó cần thêm một người cha. Thì không biết cha của chúng nó là ai. Mẹ của chúng nó, bọn chống cộng tên là Nấm. Thì không biết là cha của chúng nó tên là gì. Càng chúng nó càng tranh đấu thì chúng nó càng thể hiện cái sự thất bại của chúng nó, các bạn hiểu không? Trước tiên chào các bạn nhé. Quên mất không chào. Đó, mình quấn cái này xong rồi mình chọc cái nỗ. Thịt thì ướp mấy hành. Chả lá lốt ngon ha. Ừ, chả biết chúng nó thích ăn cái này, nó nhanh, nó gọn, nó đút vào mồm nó xong nó nhai là xong, đỡ mất công làm cho nó ăn. Nó thích ăn cái bọn này, bây giờ nó chỉ thịt thôi, nó ăn thịt. Nhà mình thì có một thằng nó thích ăn cá, một thằng không thích ăn cá, thích ăn thịt. Chào chị yêu nước. Trời. Bây giờ chúng nó đang cần một người mẹ, người cha, đúng không? Mà mình thấy rất là buồn cười nhá. Bọn chống cộng ở bên này chống khoảng mấy chục năm nay rồi, tại sao mà cứ phải bảo lãnh cho một những cái đứa nó từ sống ở Việt Nam trong cái chế độ cộng sản, xong nó sang đây để nó bày cách cho chống cộng, mà chống mấy chục năm nay rồi. Thế hóa ra các người ấy, mấy cái thằng chống cộng toàn đồ ngu thôi ạ.
Chị có muốn xem một cửa khẩu nhỏ của tỉnh Lạng Sơn không? Lạng Sơn. Chào. Chào Lisa Vũ và mọi người. Chào Châu Huỳnh. Chào Nguyễn Anh. Chào Nguyễn Ngọc Lan. Em chào chị Lisa Vũ. Chào cả nhà yêu mến. Chào em. Phạm Ngọc Minh, 20 năm bắn nhau, 43 năm lưu vong còn chả làm được gì. Giờ vẫn còn ảo tưởng. Mà chúng nó càng làm á, thì chúng nó càng ngu, càng nói lên cái ngu của chúng nó. Lý do là chúng nó tự vỗ ngực Việt Nam Cộng Hòa là toàn người giỏi, toàn tướng tá, toàn giỏi, toàn này kia các thứ. Tại sao chúng nó phải nhờ vào những cái đứa nó mới lớn, mấy chú 20 mấy tuổi, 10 mấy tuổi rồi á, hô hào những cái đứa ở Việt Nam, xong rồi khi mà nó sang đây là bắt đầu tâng bốc nó lên, rồi làm đủ mọi trò mọi kiểu để tâng bốc nó lên, xong này lại muốn nó là làm cách gì để chống cộng sản. Chúng nó sống ở hải ngoại mấy chục năm, chúng nó còn không biết được cái cách để chống cộng sản, để lật đổ cộng sản, thì làm sao mấy cái đứa mới sang nó biết cách gì để nó chống cộng sản. Ví dụ như là nó để cho cái bọn đấy nó ở Việt Nam nó chống chống xong bắt đầu nó bảo là ở Việt Nam phải làm cái gì đến gì, thì cái bọn đấy có thể khả năng nó biết, nhưng mà đây bảo lãnh cho chúng nó sang, xong lại hỏi chúng nó là làm cách nào để chống cộng sản. Oh my God. Xin lỗi, tại vì động vào cái này nó mất rồi. Đúng không các bạn? Các bạn nghĩ thấy chúng nó có ngu không? Càng chống chúng nó càng nói lên cái ngu xuẩn của chúng nó. Nó bảo lãnh cho mẹ nó sang, bây giờ mẹ nó nói là không có cách gì để chống cộng sản hết, tại vì mình không có súng có đạn làm sao mà chống. Thì nó nói đúng rồi gì nữa. Thì nó bắt đầu gầm lên, gào lên, nói tại vì nó nói không ý đúng, nói đúng ý của nó. Thì bây giờ chúng nó cứ tìm cách này cách kia ra để nó có tin tức, để nó đưa lên đài để chúng nó kiếm sống thôi. Thực chất là bên hải ngoại ấy, phải lo làm mà ăn chứ. Bây giờ tổng thống Trump nó đóng cửa, Trump vại nó đóng cửa rồi đấy. Thế nó hỏi nhân dân không? Nó có hỏi người dân nào chưa? Các anh chống cộng ở cộng đồng Việt Nam ấy, cho em được được đóng cửa vài vài tháng nhé, đúng không? Đâu có đâu đấy, chúng nó bảo là đa đảng tự do cái gì cũng hỏi người dân, thế vậy nó đóng cửa nó có hỏi người dân không hả? Rồi những cái thằng mà ăn welfare ấy, không không lấy được tiền ấy, có đi ra mà biểu tình không hả? Chính phủ nó có hỏi người dân không? Đó, cái đấy là nói lên tất cả đó, tự do đó, chính quyền là vì người dân đó, nó vì chỗ nào. Xong rồi nó nói là chứ nó cứ kêu gọi người Việt Nam là đứng lên lật đổ cộng sản đi, rồi Mỹ nó sẽ về nó giúp đỡ. Có mỗi cái hàng rào thôi mà chúng nó còn đóng cửa chính phủ cái kia, thì nó lấy mã bố nó về để nó giúp cho cái bọn bắc que sỏ ná nó suốt ngày nó làm như người Việt Nam ngu lắm hùng bằng đó. Đúng không? Nó coi thường dân Việt Nam là không không biết gì hết. Người Việt Nam người ta khôn gấp vạn lần chúng mày, cái bọn ba que. Nếu tự chúng mày đã nhận như thế rồi, tại vì chúng mày bảo lãnh cho những cái người ở Việt Nam qua rồi chống cộng sản, xong rồi chúng mày họp báo vào, xong rồi chúng mày hỏi người ta cách chống cộng lật đổ cộng sản. Chỉ mong những cái thằng khải đạo này coi con nấm như là một lãnh tụ, đúng không? Đó, nói hố ngay từ lúc đầu xong rồi về sau lại nói chữa lại. Bây giờ đã có mẹ rồi, chống cộng có mẹ rồi, giờ đang chờ một người bố. Chào mọi người. Rồi, suốt ngày xui người Việt Nam là chống cộng, mà trong khi đó chúng nó nói là đa đảng rồi tự do. Chúng nó tự do cái gì?
Sáng nay lên sàn xem tin tức ở Mỹ đấy, nó đang nói là những cái người mà chuyên môn đi chụp nhà, chụp cửa của người ta đó, là nó phải bỏ hết những cái clip đó xuống, tại vì cái đó là phạm vào luật pháp. Nếu mà người ta biết, người ta ví dụ như ai đi qua nhà Lisa chụp cái nhà Lisa đúng không, quay cái nhà Lisa nói ở cái nhà này thế nọ thế trai chẳng hạn như vậy, không cần nói là cái bản bản thân cái người này là ai, mình không cần biết cái đó, nhưng mà quay nói cái nhà này thì vô tình Lisa, nếu mà người ta không lên YouTube người ta xem không có ai biết đấy thì có thể người ta bỏ qua. Nhưng nếu như có người người ta nhìn thấy chẳng hạn như ra biết như ra kiện nó chết. Bởi vậy cho nên lý do đó nên là các bạn có thấy nên là đi ra ngoài đường cầm cái phone quay lung tung vào nhà người ta bao giờ đâu. Trước khi mình chơi mình cần phải biết cái luật pháp nó như thế nào rồi mình cũng chơi. Tuy rằng ở đây là tự do đấy nhưng mà nó có cái khuôn khổ hết. Nói cái gì đúng không, chứ không phải cứ lên 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 trên YouTube xong rồi quay sĩ với lại Việt Nam rồi so sánh ở nhà nhà này đẹp rồi nhà này của cộng sản rồi nhà này của cái gì của cộng sản. Bây giờ với sản lấy ví dụ nó đến có một người nào đó vịa ra xong rồi đến một cái nhà nào đó rất là đẹp xong nói đây là nhà của cộng sản, của cái gì cán bộ cộng sản, con cái cộng sản. Thế xong nhưng mà thực chất cái nhà đấy chúng nó đâu có biết là nhà của ai đâu, chúng nó cứ phịa đại ra như vậy. Thế rồi đi lên trên mạng chẳng may, đây là nói ví dụ có cái người nào người ta ghét cộng sản chẳng hạn vậy, ví dụ vậy thôi chứ không có cái chuyện đó. Nó mới tức quá, nó tới nó làm một cái gì đó hại đến cái gia đình kia thì gia đình kia người ta cũng cũng sợ chứ, có thể là người ta bỏ nó lên đây nó nói nhà tôi là cộng sản thế này cái kia rồi chẳng may có người đến giết tôi hay là như nào thì sao, thì cái đó đúng không, người ta có quyền, cái đấy là cái chuyện riêng tư của người ta. Mà mấy cái đứa ở bên này á cứ đi lên trên mạng xong rồi quay lung tung xong đưa lên trên mạng đúng không, kể cả mình á, mình chơi Facebook chơi cái gì đấy mình không có đưa bạn bè mình lên, mình không có bao giờ mình đưa cái mặt bạn bè mình lên đây bao giờ đó, trừ khi người ta đồng ý. Còn người ta không đồng ý á, mình không có quyền, mình không được đưa người ta lên. Bọn em đi on-site Cali, Cali toàn tránh vào khu người Việt mệt mỏi lắm. Đúng rồi. À, chị đã nói rồi, những người mà vào trong cộng đồng á để chơi á, toàn những người già cả, rồi người ta không biết tiếng Anh, tiếng em gì hết, thì người ta chơi với nhau rồi. À, chứ còn hoặc là người ta có bạn bè gì chơi ở trong đấy thì người ta buồn người ta đi chơi thôi, chứ còn ở ngoài thiếu mẹ gì những cái trò chơi không? Không, tại vì không không hiểu không biết, nói chung là thiếu kiến thức thì người ta mới đi vào trong cái cộng đồng ấy để sinh hoạt để chống cộng thôi, chứ còn người ta mà hiểu biết hay là người ta có công ăn việc làm đàng hoàng đầy đủ không có ai vào đấy làm gì hết. Nói cho cùng ấy, những cái thằng chống cộng là những cái thằng dốt, nói túm lại một câu là như vậy đi. Mình ở bên này mấy chục năm mình cũng đâu có quan hệ nhiều mấy cái người đó đâu, đúng không? Những người nào cảm thấy chơi với mình ok thích chơi thì chơi, không chơi thì thôi, đúng không? Cho quý nhau thì gần nhau nhiều một tí, không quý nhau thì thôi, giãn ra cho nó đỡ mệt, đỡ mệt mỏi. Đó là sống ở đây nó là như vậy.
Chứ còn nó cứ tùm năm tùm ba vào chống cộng là một ngu si á, nói thật là ngu xuẩn á. Bây giờ ví dụ mình không phải mình nghĩ cho riêng mình mà mình nghĩ cho cả con cái mình nữa. Ví dụ đi, con mình nó học một cái ngành nghề nào đó, nó có thể nó phát triển được ở Việt Nam, đúng không? Nhưng mà ngược lại mình lại chui vào cái cộng đồng ấy, mình chống cộng, thì có phải là mình ngu không? Tưởng là Việt Nam người ta không biết à? Đưa cái passport lên trên kia là người ta đã biết tổng tổng tông ba đời ba họ mày là cái thằng nào rồi, đúng không? Mày có phải là cái dạng chuyên cầm cờ đi ra ngoài chống cộng không? Mày mà chống cộng thì con cái mày thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì cả, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Cho nên mình không phải nghĩ cho riêng mình phải nghĩ cả cho con cái mình nữa. Nên thấy thấy cái ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ chưa? Đó. Ông trước mình đã nói rất là nhiều lần, trước khi ông chết ông còn nghĩ cách để cho con cái ông có về Việt Nam được chào đón. Người ta phải đấy đấy là một tướng của các người đấy, của cái bọn Việt Nam Cộng Hòa đó, mà người ta còn có phải suy nghĩ như vậy. Cũng như cái Hồng Kông á, người ta biết trước sau cái Hồng Kông nó cũng trả về cho Trung Quốc, nó đã tính từ trước mấy chục năm rồi, trả về Trung Quốc một cái là cái bọn đóng phim á, nó chuyển sang bên Trung Quốc ngay, nó đóng phim ở bên đó rồi nó hợp tác với người Trung Quốc ở bên đó đóng phim rồi này kia các thứ. Tại sao? Tất cả thì vì tiền hết. Người ta cái thị trường ở bên Trung Quốc đó hàng bao nhiêu người, ngay như là Mỹ nó đã bắt tay với lại Trung Quốc, nó làm từ năm 73 rồi, nó đổ bao nhiêu tiền vào Việt Nam cho cái bọn Việt Nam Cộng Hòa ấy, mà nó thua bét nhè ra, giờ nó phải tìm cách để nó cứu vãn cái đất nước nó làm ăn với bọn Trung Quốc chứ, đúng không? Xong rồi cái bọn ở bên này này bảo chứ mình phải theo Mỹ đi, theo Mỹ thì bên này thế kia, mẹ chúng nó không không có kinh nghiệm à? Chúng nó bị bọn Mỹ nó đùa, nó bỏ hàng bao nhiêu lần rồi nó không hiểu à? Ngày xưa nó năm bảy bảy mươi ba 74 rồi Trung Quốc nó sang nó chiếm cái đảo Hoàng Sa đấy, Trung Quốc à Mỹ đấy, nó vẫn còn cái thời đấy nó vẫn còn liên hệ với bọn Việt Nam Cộng Hòa đấy, mà nó đã giúp chưa, đúng không? Nó quay ra nó bắt tay với bọn bọn Trung Quốc xong nó bán mẹ nó cái Hoàng Sa cho Trung Quốc, nó lấy tiền nó để nó bù vào cái vụ chiến tranh nó đổ tiền vào Việt Nam chứ. Đó là cái cách của chúng nó, hiểu chưa? Bọn ba que cứ suốt ngồi bảo ảo tưởng. Bây giờ tìm thêm một thằng cha nữa đi, thằng cha nấm gì đó, nó sang rồi nó chỉ cách cho mà chống cộng, khổ lắm cơ trời ạ. Có cái cộng đồng bé tí, còn phe phải đánh nhau vậy mà đó còn đòi đổ cộng sản. Ừ đúng rồi, ảo tưởng. Đúng rồi, ngày xưa chúng nó có đủ súng đạn rồi, có đủ các thứ rồi, nó sợ nó chạy. Chúng nó không sợ làm sao chúng nó chạy?
Các bạn thấy không? Rồi bây giờ nó ngồi đấy nó bảo là người dân Việt Nam hèn mới lại ngu mới lại cái gì không dám đứng lên để chống cộng sản. Vậy sao chúng nó chạy? Hả? Cái lũ ba que chúng mày không sợ, tại sao chúng mày chạy? Chúng mày không sợ cộng sản, tại sao chúng mày chạy? Cộng sản chưa vào tới Sài Gòn đã co giò chạy hết rồi, tụt quần chạy hết rồi. Đúng không? Rơi cả xuống biển rồi á, trên một cái máy bay mấy chục người, mấy trăm người toàn đàn ông thôi, không có trẻ con, không có phụ nữ. Nó bỏ của nó chạy, nó bỏ cả vợ cả con nó chạy. Nó sợ cộng sản đến mức độ như thế, tại sao? Tại chúng nó tuyên truyền và chúng nó bị nhồi sọ. Chị nói đúng, nói rất chính xác. Thì sự thật nó là vậy mà em. Chị cũng đâu phải sinh ra trong cái thời chiến tranh đấy, có nghĩa là chị cái thời chiến tranh chị còn rất là nhỏ. Nhưng mà vì sang đây á, mình thấy những cái kinh nó, chúng nó nói á, nghe nó ngứa tai, cho nên mình ghét chúng nó, mình mới phản biện chúng nó thôi. Chứ chúng nó thua, chúng nó im đi, chúng nó no làm ăn nuôi con nuôi cái chúng nó thì đâu có ai chửi chúng nó làm gì. Nhưng mà chúng nó cứ thích. Nó cứ thích gây sự, nó nói những cái lời mà mình không thể nào mình nghe được, cho nên mình phải chửi lại chúng nó. Chào Trương Hoàng, chào Lưu Long. Chứ còn ai hơi đâu mà chửi chúng nó làm gì? Chúng nó tự làm cho người khác chửi chúng nó thôi. Đúng không? Đã không giúp gì được thì đừng làm gì hết. Đã không giúp gì được cho đất nước thì im mồm đi. Cứ suốt ngày chống mới phá, xong rồi xui người này chống, xui người kia chống, mà cuối cùng toàn xui người ta vào tù thôi. Trong khi chúng nó sợ vãi linh hồn chúng nó ra, chúng nó bỏ, chúng nó chạy rồi. Xong giờ nó kích động người dân là đứng lên để biểu tình. Tại sao chúng nó không ở Việt Nam để chúng nó biểu tình? Tại sao chúng nó phải bỏ chạy? Đúng không? Chúng nó sợ chúng nó mới bỏ chạy chứ. Không có ba que vào đây, nhờ các bạn share cho ba que vào đây chửi nhau cho vui. Không phải thừa nhận Lý Trần Nguyễn ngày xưa, nhưng chế độ cộng sản phải nhìn nhận lịch sử oanh liệt thật, đuổi Pháp, đánh Mỹ, giết Trung Quốc vẻ vang thật. Đúng là như vậy, còn Nhật nữa, còn Anh Quốc nữa. Anh Quốc nó cũng sang mà, cũng có mặt ở Việt Nam mà. Nên sao có xem một cái những cái bình luận của mấy cái người Tây á, người ta nói là chiến tranh Việt Nam là giống như cũng gọi là thế chiến thứ ba rồi. Tại vì tất cả các liên minh của bọn Mỹ đó là nó tới Việt Nam đánh Việt Nam hết. Nó giống như cái chiến tranh thứ ba rồi, thế giới thứ ba rồi. Có mỗi cái lá cờ đỏ sao vàng còn sợ thì lật đổ cái quái gì. Ừ, trong khi cứ ngồi đây nói bên này tự do Việt Nam mà đàn áp cái gì. Các bạn xe ra gọi cái bọn ba que nó vào đây để nó nói cái sự đàn áp của Việt Nam xem nào. Đàn áp cái gì? Mình sống mười mấy năm ở Việt Nam á, mình chả bao giờ ra ngoài đường, mình chả bao giờ mình sợ công an cả. Chả sợ ai cả. Tại vì mình đâu có làm gì sai đâu mà mình phải sợ. Chỉ có những người buôn buôn gian bán lậu ấy, lừa đảo thì mới sợ thôi. Đấy, chúng nó giỏi như thế, chúng nó vỗ ngực, chúng nó giỏi, chúng nó văn minh, chúng nó lịch sự, chúng nó giỏi, toàn những cứ cứ ngồi lên trên đài ấy. Toàn những luật sư, tiến sĩ, rồi giáo sư, rồi cái con mẹ gì, toàn sư thôi, toàn sĩ thôi. Toàn cái gì tiến sĩ, rồi cái gì sĩ, rồi cái gì sĩ, toàn sĩ thôi. Nên sao thấy rất là nhiều sĩ. Mà sao suốt ngày phải đi tôn sùng một cái đứa mà nó sống ở trong chế độ cộng sản. Nó hai mấy ba chục tuổi thôi. Xong rồi lại phải chờ chúng nó để làm một cái gì đó để chống
Việt Nam, trong khi đó mình sống ở bên này mấy chục năm rồi, hơn 40 năm rồi, mình còn không làm được cái tích sự mẹ gì mà lại trông chờ một cái người mới chân nó ướt chân ráo sang đây để nó dạy cách cho lại chống cộng sản. Mẹ thế có phải là ngu không? Mà lại còn đòi ở Việt Nam là đổ cộng sản hay là đổ cộng sản hay là lấy cái mẹ gì mà ra mà ăn. Cái bọn này sao thấy nó càng trống nó càng ngu. Hả? Bây giờ chúng nó Lý Sào đã nói rồi, bây giờ muốn chống cộng thì hãy lấy lòng của mấy triệu dân hải ngoại đi đã. Đúng không? Các vị đâu có làm được cho người ta có một cái sự tin tưởng gì ở cái đất hải ngoại đây đâu. Hả? Hải ngoại này có bao nhiêu triệu người dân mà có bao nhiêu người tin tưởng các vị? Toàn những ông bà già gãy gọng. Nói thì chả câu đầu không đi mấy câu cuối, chả có cái gì vào mấy cái gì cả, chỉ chửi là giỏi đó. Mẹ chửi mà cộng sản đổ ấy thì Mỹ nó đâu cần phải bỏ tiền cho các người để nó chết hàng bao nhiêu triệu bao nhiêu quân lính của nó. Để sao ông không nhớ nó chết bao nhiêu đứa. Nó vừa chết người rồi chúng nó nói là cộng sản là cái gì tàn ác. Có thấy bọn Mỹ nó tự nhiên nó mang quân lính của nó sang nó tàn sát dân Việt Nam không, chết bao nhiêu nhiêu triệu người dân. Nó thương người dân thế ạ? Nó thương người dân thì nó đã không, nó không cho một bao nhiêu triệu quân lính của nó, toàn những mười mấy tuổi thôi đi sang Việt Nam chết. Nó thương người dân thế cả. Hai lưu lòng, chào em. Chị nói hay quá. Thì cảm ơn em, nhưng mà nói sự thật mà. Nói sự thật thì mình có cái gì thì mình nói thế thôi. Chứ thực ra mình cũng tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam rồi, có cái gì thì mình hiểu được đến đâu thì mình nói đến đó. Nhưng mà nói cho nó, nói cho cùng các bạn có thấy không? Cái con nấm này, nó nói là nó chiến đấu rồi nó đấu tranh. Nó đấu tranh nó phải ở Việt Nam chứ. Trong khi mà nó rõ ràng nó đã đẻ con rồi, nó có mẹ già rồi mà nó ở Việt Nam nghèo khổ như thế, đúng không? Rồi tiền bạc thì không có, nghề nghiệp thì không, nó làm cái gì để nó sống, đúng không? Nếu như ở cái đất tự do này mà không đi làm ấy, mà chỉ ăn tiền chính phủ thôi ấy, có đủ để ăn không? Hả? Rồi ấy, không làm ăn gì ở Việt Nam mà đấu tranh nó đòi cái gì, đúng không? Đòi cái gì, đòi cho ai, ai đồng ý để cho nó đòi cho người ta, mà nó đứng lên nó bảo nó đấu tranh, nó lật đổ cộng sản rồi nó này kia các thứ, trong khi nó đã có mẹ già, nó có hai mấy đứa con nhỏ, đúng không? Mà nó dám đứng lên nó đấu tranh. Nhưng khi đặt chân đến cái nước tự do này, chúng nó nói là sung sướng lắm rồi này kia trai nọ, có thất nghiệp rồi này kia, nó nói là không lật đổ được cộng sản đâu. Con rất sợ là con vì cơm cái gì phải kiếm ăn rồi lo cuộc sống, con không thể tiếp tục con đường đấu tranh nữa. Mẹ tiên sư nhà con ở Việt Nam con lấy cái gì con ăn để con đấu tranh? Vậy mà sang đây có tất cả, có cả cái cộng đồng đấy mà con phát biểu như vậy là con rõ ràng con tự tố cáo con là con chỉ vì tiền thôi, đúng không? Tại sao trước đó con không nghĩ đến tương lai của những đứa con của con mà con đừng có đấu tranh để cho chúng nó sống ở Việt Nam đi, đúng không? Con lấy cái gì ra để con đớp hàng ngày để mà con chống đối cộng sản? Rõ ràng tiền ở hải ngoại gửi về, đúng không? Tự nó tố cáo nó, nhưng mà cái bọn chống cộng nó vẫn ngu ấy, nó vẫn cứ trông mong vào những cái người mà chúng nó cho là tù nhân lương tâm, toàn những là tù nhân lương hải ngoại thôi, hiểu chưa? Khổ lắm cơ. Mình á mình không xem thì thôi, mình cứ xem mấy cái tin tức ở đây là bắt đầu mình lại muốn chửi rồi. Chửi cái bọn này nó, để cho nó khôn ra một tí các bạn.
Chế độ nào cũng có khuyết điểm, quan trọng là mình nhìn nhận vấn đề thế nào thôi. Chính xác. Bây giờ, ok, Nisa vẫn nói ok. Cái chế độ Việt Nam hiện nay chưa tốt hoàn toàn, nhưng cái chế độ Cộng Hòa nó có tốt hơn không? Không? Người dân người ta đâu có ngu. Tại sao người ta chọn cái chế độ đó? Vì cái chế độ đó nó không cầm súng nó bắn vào đầu người ta. Hiểu chưa? Nó không có đi ra ngoài đường, nó như bố tướng á. Nó súng thì dài hơn cái người, tại người nó ngắn mà. Súng thì vác cái khẩu súng thì người dài hơn cái người, xong quần áo thì là lượt bóng lộn lên, đồng hồ đeo, xong rồi cạnh kính thì đeo kính đen, xong mà phì phèo đuốc điếu thuốc lá đi ra ngoài đường như bố tướng ấy. Mẹ cái loại đấy thì ai mà người ta theo chúng mày? Đó là con Thủy Dương và con mắm nấm tộc Như Quỳnh. Con nấm độc độc ấy. Đúng không các bạn? Các bạn nghĩ xem. Bây giờ nó cứ ở ngoài này, nên xà thấy cái thằng Bẹn Trương ấy, nó cứ hò hét nó là đổ Cộng sản đi, Cộng sản tàn ác với người dân. Nhưng mà nó nói như thế, nó nói ra tiền đấy. Tại vì nó trêu tức các bạn. Các bạn vào xem người comment, bình luận, thế là nó được tiền. Mà nó lại không có bị phạm pháp ở cái đất Mỹ đó, cho nên nó cứ nói thôi nhá. Cho nên Lisa kêu gọi các bạn là những cái thành phần như vậy á, mà nó nên nó kêu gọi lật đổ này kia các thứ á, tẩy chay nó đi, đừng vào xem nữa, là nó chết rồi. Nó tự nó chết rồi. Đố bà con biết con nấm độc và con hồng thái làm gì để sống và nuôi được con, mỗi con một bố. Thì cái chuyện đấy thì nó sống ở đâu nó cũng phải tìm cách để nó sống thôi các bạn. Những cái con người đấy nó như vậy rồi. Lisa nói đơn giản là thấy cái con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này, nó biết tiếng Anh, chứng tỏ nó cũng là dân khó học. Nó sống ở Việt Nam nó quá dễ dàng để nó kiếm một cái việc, nó làm mở một cái lớp học ra, đúng không, dạy tiếng Anh. Ví dụ như là ở trong Việt Nam ấy, mà nhiều người nghèo thì mình lấy ít tiền thôi. Rồi cái con người Việt Nam ấy, người ta rất là thảo tính. Ví dụ làm cái gì cho người ta là người ta cho cái này, cho cái kia, rồi biếu, rồi xén, rồi này kia các thứ, cũng đủ mẹ nó ăn rồi. Đâu có cần phải đấu tranh để đi ra hải ngoại để kiếm cơm đâu, đúng không? Nó bảo nó no cho tương lai của con nó, chứng tỏ nó đã tự nhận là nó chỉ có đi vì cái đứa con nó thôi, đúng không? Cho nên là nó con đấy nó phải có đầu óc thì nó mới được cái bọn đấy, nó cũng phải là dạng gì 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 đó dấu chấm hỏi. Bọn điên đó thì ai, chứ tôi thì tôi không mang tới, làm ra đi thêm. Đố bà con biết thì nói chung là cái bọn chống cộng ở bên này nó ngu thôi. Nó không ngu thì nó đâu cần phải hỏi ý kiến những cái thằng như là cái gì à? Các bạn nhớ là mấy cái thằng mà gì nhỉ? Hải Điếu Cày. Hải Điếu Cày rồi mấy đứa gì đó sang đây để tìm cách để như thế nào để chống cộng không? Đúng không? Nó giỏi, nó đâu cần những cái người đó, mà nó tự nó đi làm thôi. Chẳng qua là nó làm những cái đó để có tin tức, để nó kiếm tiền. Nó muốn phá rối Việt Nam vậy thôi, chứ chả làm được cái tích sự gì hết. Bọn tay sai nó đi đâu nó cũng vẫn là tay sai của đồng tiền. Nghe xả vũ nói triết lý quá. Đâu có triết đâu. Đây đang triết nho đây. Triết nho. Gì? Chị có khoa nói rất
rất gì cái gì rồi dịch sao chị không làm live liên tục, đâu có thời gian đâu em ơi. Ngồi đây nói chung là mình chả là cái gì đâu, mình hiểu đến đâu thì mình nói đến đấy, mình nghe thấy nó ngang tai trái mắt thì mình làm thôi, chứ làm live được cái gì em, mất thời gian lắm. Giờ mình ngồi đây mình làm mấy này thì mình ấy thôi, chứ thực tế là mà lên trên này nói thì cũng đâu được cái gì đâu. Chúng nó bảo mình là dư luận viên thế thì cả nước đi làm dư luận viên đi để mà kiếm tiền, đúng không? Làm sao mà cái người Việt Nam người ta đâu cần mấy cái người ở bên này dư luận viên điên, tại vì chúng nó phải nói như thế để cho những cái người người ta không hiểu đó, người ta tin chúng nó đấy, thì người ta nói nghĩ là ồ cái bọn này nó ăn tiền của cộng sản để nó nói đấy, thì nó phải nói như vậy để cho những cái người cái ông bà chống cộng ấy bị chúng nó lừa đấy, nó nhồi sọ các ông các bà ấy mấy chục năm nay rồi, đúng không? Nó phải nói như thế, mỗi ai mà lên phản biện lại nó thì nó cho là dư luận viên ăn tiền cộng sản. Thế cộng sản nhiều tiền thế thì đâu cần phải chúng nó lại bảo là cộng sản không có trợ cấp rồi không có cái này cái kia, mà cộng sản lại trả được cho tiền dư luận viên, thế người ta đi làm dư luận viên hết mẹ rồi làm gì nữa, xin xin việc ở đâu á các bạn, xin việc dư luận viên ở đâu ấy để cho Lisa đi với kiếm thêm ít tiền. Cộng sản nằm vùng đấy cờ vàng sợ chưa. Ba que đang mong ngoại quốc về đánh Việt Nam muốn đổ máu tiếp. Cái bọn hoang tưởng, nếu mà nó đổ ngày xưa năm 74 nó đánh Trung Quốc, nó nhảy vào năm 73 nó bắt tay Mỹ, bắt tay với Trung Quốc, xong rồi năm 74 Trung Quốc nhảy vào để đánh cái Hoàng Sa và chiếm cái Hoàng Sa đấy, chúng nó không dám đánh, mà Trung Quốc nó cũng không mang bom đạn tới nó đánh Trung Quốc à quên Mỹ. Thì các bạn đã nhìn thấy cái sự bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc chưa, mà Trung Quốc nó chỉ dình những cái lúc nào mà cái kinh tế hoặc là cái chính trị Việt Nam lộn tung bậy lên là nó nhảy vào đó. Nó năm 79 vừa mới cái thời đó là cái thời bao cấp rất là khổ, rồi vừa mới giải phóng xong thì người dân rất là khổ, thì nó lợi dụng vào cái tình thế như thế nó nhảy vào nó đánh, nó nghĩ rằng nó sẽ chiếm được, đúng không? Ngày hồi còn nhỏ ấy, nên sáng nghe thấy cái khẩu hiệu ở ngoài cái gì quân bành trướng Trung Quốc đó, nếu mà người ta là lô lệ của Trung Quốc thì đã cho không cái Việt Nam cho Trung Quốc rồi, đâu cần phải chờ ngày hôm nay. Cái bọn nó ngu ấy, nó có cái chính trị của chúng nó hết à, nó muốn gieo vào đầu óc người Việt Nam á là phải thù Trung Quốc để cho chúng nó Mỹ nó đánh nhau mới này. Trung Quốc bây giờ đánh nhau kinh tế đó, đó nó phải làm cái đó về chính trị thôi. Rồi cái nhà máy gì đấy của Đài Loan ấy nó cũng đổ cho là của Trung Quốc, xong nó kêu gọi người ta đi biểu tình, con nấm ấy, sang bên đấy mà biểu tình đi, bây giờ nó sống nó ở Mỹ đấy, bây giờ môi trường này kia các thứ nó cũng bị phạt bao nhiêu lần rồi đấy, nó sang đấy nó kêu gọi Mỹ đuổi cái Formosa về nước đi. Bố cực khỉ. Nói chung là không cần phải những người ở cộng sản đâu. Tôi này, Việt Cộng làm vùng ấy, dạy cho mấy người chống cộng này này. Muốn chống được cộng sản, hãy lấy lòng mấy triệu dân Việt Nam ở hải ngoại đi. Làm sao để cho họ có một cái sự tin tưởng vào các người, đúng không? Giống như là người ta nghĩ rằng ô các người các người rất là hay, lịch sự rồi giỏi rồi là này kia các thứ, rồi lãnh đạo được một cái cộng đồng,
Thì người ta, cái đấy là các người đã mấy chục năm nay, nếu các người làm được những chuyện đấy, các người đã chiến thắng rồi. Nhưng đây anh hãy thử soi gương lại xem có bao nhiêu người đi ra ngoài đường kia để chống cộng. Cái đó là thua ngay trên trên cái chính cái nơi cái cộng đồng của mình rồi. Chị ơi, Tổng thống Đào Tụ Quận chuẩn bị đem 12 sư đoàn về Việt Nam, em chuẩn bị ra trận mà mãi không thấy đâu, chắc ông đem âm binh về à chị? Ơ, đang chờ, chuẩn bị đốt súng xuống. Nó lên đây nó như là một bọn điên đó. Nó kêu là hãy ủng hộ cho nó đi, được bao nhiêu triệu người thì Mỹ nó sẽ giúp cho cái chính phủ của nó để chống cộng sản. Tiên sư cụ nhà chúng nó, ngày xưa chúng nó có cả một cái miền Nam đó mà Mỹ nó còn vãi linh hồn ra, nó bỏ nó chạy. Tại sao? Nó sợ chúng mày quá. Chúng mày là một cái lũ dòi bọ, đúng không? Ăn từ trong ra ngoài, ăn từ ngoài vào trong, tìm đủ mọi cách để ăn. Nó thua là nó thua vì chúng mày, chứ nó đánh trận nó chưa bao giờ nó bị thua, đúng không? Nó đánh trận, nó ra trận là nó không bị thua. Nhưng mà nó thua là nó thua vì chúng mày. Chúng mày ăn từ trong, chúng mày ăn ra. Vì chúng mày đi, cái bọn chống cộng ấy, nó đi lính nó chỉ vì tiền thôi, chứ nó đâu có lý tưởng gì đâu. Còn người Việt Nam á, người ta đi vì cái sự hòa bình cho đất nước. Người ta đi vì con cái người ta bị bỏ bom, bị này kia các thứ. Bọn Mỹ thua là thua bỏ bom xuống miền Bắc nữa. Nó cho là nó dùng sức mạnh để nó đánh người Việt Nam. Cho nên cái sự căm thù của người Việt Nam người ta nổi dậy. Bởi vì chúng nó dùng những cái vũ khí đó, chúng nó đánh người Việt. Chúng nó thua ở cái nó coi thường Việt Nam nữa. Rồi cái thứ hai, nó sử dụng một cái bọn ngu, một cái bọn ăn hại, đúng không? Không có cái lý tưởng gì hết. Khi người ta dùng một cái người nào đó, người ta phải, cái người đó phải có cái lý tưởng gì để người ta đi theo, người ta dùng cái người đó để phục vụ cho mình. Vì cái người đó người ta có cái lý tưởng. Còn cái lý tưởng của chúng nó là tiền. Có tiền thì mới đánh. Chiếm được một cái khu nào ấy thì cho bao nhiêu tiền thì chúng nó xông mà chúng nó đánh. Nhưng mà chúng nó cũng phải sợ chết chứ. Bây giờ chết con mẹ đi rồi, làm sao lấy tiền ấy về để làm gì? Cho nên là chỉ tìm chỗ trốn thôi. Nó đánh đấm gì? Sợ Việt Cộng, sợ vãi linh hồn ra, sợ đến khi mà Việt Cộng chưa vào tới nơi đã chạy. Co gió anh chạy rồi. Cho nên người Việt Cộng, Cộng sản người ta rất là văn minh, người ta rất là nhân nhượng cho chúng nó. Người ta phải dừng lại 2 tiếng đồng hồ để cho chúng nó trèo lên máy bay, chúng nó chạy, đúng không? Where do you go, William? Nó, cái thằng con mình, nó suốt ngày nó đi chơi, nó đi đến nửa đêm nó mới về. Xong rồi mình mới giận nó, xong bắt đầu nó mới, mình không nói chuyện với nó. Nó về nó bảo mẹ đưa cái phone đây, đưa cái phone làm gì? Để con download con tải cái website về. Con đi đâu á, mẹ nhìn thấy con ở chỗ nào. nó download cái đó vào trong cái phone của mình. Tới cuối cùng á, mình đi đâu nó cũng biết. Mình ra khỏi nhà nó cũng biết, mình ở chỗ nào nó cũng biết, thế là mình bị lộ hết. Buồn cười lắm. Mình vừa ra khỏi nhà nó gọi phone mẹ đi đâu đó. Thế là mình phải tắt cái định vị đi thì mình đi đâu nó không biết. Nhá. Lộ hết. Việt Cộng nằm vùng. Nghĩ có buồn cười. Bây giờ có cái website gì á, nên sợ quên rồi. Nó download vào á, nó cả nhà
cả nhà là cho cái số vốn đấy vào là bắt đầu người này các bạn ở Việt Nam làm cái đó đi thì mở ra biết chồng mình ở cái chỗ nào, vợ mình ở đâu. À, muốn theo dõi chồng nên là làm cái cách đó. Đi bắt chồng mà đi mấy gái rồi bắt được ngay. Bọn ba que nó chỉ là con rối cho Mỹ, giật dây múa theo Mỹ thôi chị ơi. Đúng rồi, cái chuyện đấy hầu như ai cũng biết mà. Nó chỉ lừa và nó dụ dỗ những cái thành phần mà không công ăn việc làm ấy, rách việc á. Đó, mơ tưởng hoang tưởng ấy. Như chúng nó ấy, thì nó những cái người bất mãn trong cái của xã hội Việt Nam ấy dễ đi theo cái con đường của nó. Có một lần đi xả thấy có cái người đấy có cái tư tưởng rất là bất mãn. Thế là Lê Xà nói chuyện với cái người chị đó. Lê Xà bột mồm mà Lê Xà nói là không cẩn thận là ông đó đi làm phản động. Mình cũng nói xong mình cũng thấy mình có lỗi. Nếu mà ai nghe được cái xin lỗi nhá, thật sự là nếu như mà bất mãn quá thì đừng có đi theo cái bọn phản động, rồi tự mình hại mình đó. Chứ cái hải ngoại nó cũng chẳng có cái gì đâu, không đi làm gì có ăn. Ở Việt Nam chả làm ăn cái gì, xong rồi không có chịu khó, thanh niên hãy còn trẻ không đi làm ăn gì cả, cứ ngồi ở nhà chờ tiền của hải ngoại, xong rồi lại có cái tư tưởng bất mãn với cái chế độ đó thì làm sao mà có thể gì được. Ít ra người ta, ví dụ người ta đi làm ăn, người ta có công ăn việc làm, chịu khó đi cày cấy hay là cái gì đó, nhưng mà người ta sống không được thì nó còn đây ông cứ ngồi ông ăn, ông chờ người khác cho tiền thì xong rồi ông bất mãn với xã hội thì thấy nó rất là vô lý, đúng không? Sang sống ở bên này đấy, ví dụ như là cứ đi ăn thất nghiệp rồi xong rồi đi lang thang ấy, rồi cuối cùng cũng đi ra ngoài đường mà nghiện ngập thôi chứ làm cái gì, đúng không? Ở cái xã hội nào cũng phải làm ăn hết chứ không phải là không. Lisa sang đây á, đẻ mấy đứa con rồi, mấy đứa con đi làm đóng thuế cho cái xã hội này rồi, mấy đứa con của mình nó không nuôi được nổi mình ạ. À, có cái bà sang đây bà ăn trợ cấp, bà có mấy đứa con, bà ăn trợ cấp hàng bao nhiêu năm trời, xong rồi á, con cái bà ấy cũng học hành cũng thành tài, thì khi mà đi đại học ấy phải vay tiền chính phủ thì cái đấy cũng là tiền thuế của người dân chứ gì nữa. Xong đến khi bà quay ra con bà làm nương cao, bà bảo con bà nương cao để nuôi những cái người ăn trợ cấp. Mẹ muốn chửi cho một trận nhưng mà mình nghĩ thôi, người lớn kệ bà đi, bà nói thế kệ bà đi. À, người ta nói là gì, nói cái gì phải nghĩ lại cái bản thân mình. Chị ơi, mấy hôm Việt Nam đá bóng thắng, cờ ba que dập trời. Chị ạ, à, dân người ta lại hát vang Việt Nam Hồ Chí Minh. Đó, cái đó là cái thể hiện cái tinh thần của người Việt Nam nên làm những cái như thế. Chính quyền người ta đẻ cho người dân đi bão, cầm cờ đi bão cũng có lý do của người ta đó. Nên làm những cái chuyện như vậy, càng đông càng tốt. Thế giới nó nhìn vào hàng người Việt như thế này làm sao đánh được nó. Thằng nào muốn chiếm Việt Nam cũng khó. Chúng nó ở bên này chúng nó nói là người dân chán cộng sản rồi, thế này cái kia, không có tin tưởng cộng sản rồi. Tại sao cờ nhiều thế, xong cầm cờ ba que đi. Không lẽ người ta không tin ở cờ Việt Nam mà người ta tin vào cờ ba que à? Ba que nó mẹ răng rụng không có tiền mà chồng nữa bày đặt. Ô mấy thằng Việt cứ lên đây cứ lên trên YouTube á, buồn buồn nghe mà nhiều khi đi xả hay thích nghe những cái đấy, xem cái tình hình cái bọn này nó ở bên này như thế nào. Thì những cái lúc mà mình rảnh rỗi nấu cơm nấu nước dọn dẹp nhà cửa thì ở nhà có một mình, thì mình làm những cái công việc đấy thì mình rất là lười, nói thật các bạn vậy. Mình không thích làm việc nhà đâu.
ví dụ như là cắt cây hay là làm cái này làm cái kia hay là làm những cái việc nặng nặng ấy mình lại thích, chứ còn nó nấu cơm mới lại dọn dã nhà dọn cửa mình không thích đâu, nhưng mà bắt buộc phải làm. Làm thì mình lại phải cần có cái gì đó nói thì nó đỡ chán, thì mình có giống như là có cái động lực mình làm á, thì mình nghe những cái đấy, tại vì những cái đó mình lại thích nghe về cái chuyện chính trị, mà mình nghe mình lại phải phản biện, mình lại phải lên đây để mình nói, mình không nói mình không chịu được, đó là cái tính của mình chị. Cho nên là cái chuyện bóng đá nên chúng nó nói là cái gì bóng đá thôi mà cũng như thế nọ thế kia, cái bóng đá nó cũng thể hiện cho cái tinh thần dân tộc, rồi nó thể hiện cho một cái sức mạnh cái kinh tế của người dân Việt Nam. Kinh tế không ổn định, nghèo mặt dẹp ra thì làm sao mà đá mới đấm đây, đúng không? Chúng nó ở bên này á, động có người nào ấy mà vào làm một cái gì ở trong cái những cái nước này á, chúng nó tự hào lắm, chúng nó sung sướng lắm. Thế nhưng mà khi mà người Việt Nam tự hào được được đứng ngang tầm với lại thế giới thì chúng nó lại lại ở bên này chúng nó cười, chúng nó nói này nói kia. Nó ngu lắm cơ, nó càng chống nó càng thể hiện cái sự ngu dốt, cái sự thất bại của chúng nó. Các bạn thấy không? Cho nên là bây giờ chúng nó không biết chống kiểu gì nữa rồi, nó trông chờ vào bố và mẹ của chúng nó chờ có mẹ nấm của nó rồi, bây giờ nó chờ chờ bố nấm nữa. Cho nên các bạn xem tìm tìm cho cái con nấm cái thằng chồng để cho cái bọn chống cộng nó có bố để nó chống. Khổ quá. Bọn bà que nó chỉ yêu nước bằng cái mồm thôi, yêu tiền thôi, yêu nước gì. Nó sang đây nó buồn quá thì bắt đầu nó chống đối, nó hận thù, nó tiếc nuối cái thời 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 vác súng đi lòe thiên hạ đấy, không? Nó mà anh hùng thì nó đã ở Việt Nam, nó đã không chạy, đúng không? Rồi cái người mà tự tử sợ quá cầm súng bắn vào đầu tự tử thì nó nói là cái gì nhỉ, nó dùng cái từ gì nhỉ, nó dùng cái từ gì cơ, nó không nói là tự tử mà nó dùng cái từ gì cơ, nó tôn vinh cái người đó. Mẹ tiên sư nó ngu, nó tôn vinh cái ngu xuẩn. Mẹ tao cầm súng đây, một là tao chết, hai là mày chết. Nếu mà mình anh hùng lên đằng nào tao cũng chết rồi, tao bắn cho một lũ cho chết mẹ hết đi, đúng không? Làm sao phải tự tử? Tự tử là một cái loại ngu xuẩn nhất trên cái đời này, mà khi mà không thắng được người ta bắt đầu tự tử, đúng không? Tự tử là tại vì mình thua rồi cho nên mình tự tử, thì đấy nó là một cái ngu xuẩn nhất. Mẹ đằng nào cũng chết rồi bắn bỏ mẹ đi, cầm súng trong tay mà phải tự tử, đằng nào mình cũng chết rồi mình bắn cho vài thằng nó chết cùng mình, sao phải tự tử mới tôn vinh mấy cái thằng đó, bố thằng điên. Đó ngồi từ nãy giờ cũng làm được nhiều lắm rồi nè, làm được từng này 10 đồng ba cái nhá các bạn nhá, hôm nọ đi chợ Tết á 10 đồng ba cái như thế này, nó xiên vào cái que xong nó nướng 10 đồng ba cái. Ở Việt Nam ra mẹ cái thằng con mình nó rủ mình đi đi chợ Tết, mình cứ lẽo đẽo mình đi sau sau đít nó, xong rồi nó mua cái này ăn. Mình có thằng con cũng dễ thương lắm, có mấy đứa nó cũng dễ thương lắm. Nói chung là hiện tại bây giờ vẫn ngoan, ít nữa thì không biết. Chờ đời không có nói được đâu, cái ngoan được ngày nào ấy, mình hạnh phúc ngày nào thì mình hưởng thụ ngày đấy. Chứ còn nhiều người đến 40 50 tuổi rồi bắt đầu mới
buôn bạch phiến, nghiện nghiện bạch phiến, rồi nghiện cái nọ cờ bạc rồi này kia các thứ, còn chết nữa. Chứ đừng nói chỉ riêng giới trẻ đâu nhá, giới già cũng vậy, cũng dở quẻ. Chỉ có người cộng sản mà cộng sản là dân à, cái gì dân chủ không phải đâu dạ. Muốn năm người cộng sản không phải ai làm cũng được đâu, vì lý tưởng của họ là tự quyết vận mệnh chứ không cần xương xuống máu của ai cả. Tại sao Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Bắc Hàn lại chọn Việt Nam để gặp nhau để bàn bạc hòa bình? Tại sao Tổng thống Mỹ lại mời Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng qua thăm Mỹ để bàn bạc hợp tác? Trả lời đi, cờ vàng ba que. Cái ông nào đại sứ cái gì của Mỹ á, đại sứ của Mỹ muốn muốn mới đầu bảo tới để gặp những cái người ở cộng đồng, cuối cùng cancel, cuối cùng là cái gì không có tới gặp nữa, nó đang lồng lộn đấy, làm ăn chẳng ra đâu và mới đâu, chả biết cái gì về lý luận, chả biết cái mẹ gì, chỉ tiền thôi. Giờ nó có hết sử dụng rồi, nó chả coi cái bọn đó là cái gì hết. Em nói thật, lúc ông cha chú em đánh vào Sài Gòn, trên có chỉ thị dừng quân cho lũ ba càng chạy ra tàu thuyền trốn đi. Chứ lúc đó quân ta đã tầm bắn bao vây hết, nếu tắm máu hết lúc đó ba que chết hết. Đúng rồi, mà chúng nó cũng không ra được tàu nữa cơ, người ta phải dừng lại. Mà ở trong những bọn Mỹ nó trong cái lịch sử nó cũng nói mà, cho nên chị mới biết chứ, chị đâu có học về lịch sử ở Việt Nam đâu. Tại vì cái thời mình ở trong Việt Nam mình vô tư lắm, mình chả chiến tranh xong rồi tìm hiểu ba cái đấy làm gì. Nhưng mà khi đi đến sang bên này nghe chúng nó nói, mình mới ghét chúng nó, mình mới đi tìm hiểu lại, thì mình mới hiểu được rất là nhiều thứ. Chứ trước đây Ni Sà ở Việt Nam đâu có bao giờ để ý chính trị đâu. Kệ, có thì ăn, không có thì đi chơi, đi nhảy, đi chơi bắn nhau rồi. Hồi xưa ở Việt Nam á. Chứ chính ra là người dân Việt Nam, những người giải phóng Việt Nam á, là người ta tính 2 năm sau mới thống nhất được Việt Nam cơ. Nhưng mà hay quá, đánh hay quá cho nên mới thống nhất được ấy. Thống nhất trước 2 năm, chứ chính ra là cái mục tiêu của người ta là 2 năm sau. 7 năm là năm 77 mới thống nhất cơ, chứ không phải là năm 75 đâu. Đúng không? Nhưng mà đánh quá hay, cho nên là tại vì cái bọn này nó sợ chết mà. Rồi bọn Mỹ nó bỏ rơi rồi, thì bây giờ ăn thì không có ăn, nương thì không được lĩnh, thì không bỏ chạy thì sao? Nó lúc nào nó cũng tuyên truyền vào đầu người ta là cộng sản ác lắm, cộng sản sẽ tắm máu rồi rút móng tay móng chân con mẹ gì đó. Đó, cho nên là nó lúc nào nó cũng quay ra, nó bị nhồi sọ như thế rồi, cho nên lúc nào nó cũng sợ. Rồi chính cái bọn mà lính tráng của nó đấy, nó lúc nào nó đe dọa ai mà theo cộng sản, theo Việt Cộng là nó bắn chết. Cái người dân miền Nam thời đó thật sự người ta rất là khổ, khổ cho đến bây giờ luôn. Người ta sang bên này người ta vẫn cứ sợ chúng nó. Người ta sợ chúng nó đến mức độ mà người ta không dám nói lại chúng nó. Cứ động nói là sợ chúng nó quấy nhiễu rồi này kia các thứ. Tại vì sao? Người ta sống cái cuộc sống ở bên này á, bao nhiêu đồ, bao nhiêu công sức mới sang được bên này, mới có người ta sợ nó gây sự đến cho thân nhân người ta. Cho nên người ta không dám cãi lại chúng nó. Chúng nó hoành hành bao nhiêu năm đấy.
đúng không? Cho nên rất là tội nghiệp cho những cái người đó. Cái bọn khốn nạn lãnh đạo cộng đồng là cái bọn khốn nạn nhất. Bọn ba que nó ngu gì đến nói mà nó không thấy Tổng thống Mỹ đã hòa nhịp bất cứ xã hội nào về làm ăn kinh tế, ngay cả Việt Nam. Với đôi bên cũng có lợi. Đúng rồi. Cái đó nên mình vẫn nói là tại sao nó không đi, nó biểu tình Tổng thống Mỹ đi bắt tay với Cộng sản. Sao chúng nó không biểu tình? Chỉ cần nói ra cái đó là chúng nó không trả lời được rồi. Đúng không? Trong khi người cộng đồng, người Việt Nam, người ở đây làm ăn với lại bắt tay làm ăn với lại Việt Nam là nó nói người ta là Cộng sản. Nó ra nó gây sự rồi nó làm đủ tình đủ tội người ta. Người ta làm ăn người ta sợ. Thấy không? Người ta sợ, không phải sợ chúng nó trực tiếp, chúng nó đối diện với mình, mà sợ những cái thằng mà ném đá giấu tay. Các bạn hiểu không? Chứ thực ra người ta không sợ nó đứng, nó đối mặt với người ta. Mà người ta sợ những cái thằng ném đá giấu tay thôi. Chứ còn chúng nó mà dám đưa mặt ra thì chả ai người ta sợ chúng nó cả. Nó cứ dùng cái kiểu như ngày xưa, cái lũ chúng nó là như vậy mà. Cái bản chất của chúng nó là như vậy. Chúng nó chỉ đe dọa người ta, sau đít người ta. Xong nó đâu có những cái thằng lãnh đạo cộng đồng mà dám đưa mặt ra để đe dọa người này kiện người này kiện người kia đâu. Toàn cái bọn khố rách ao ôm thôi. Cái bọn lãnh đạo á, nó không dám ra mặt, nó đe dọa ai hết. Vì chúng nó quá hiểu cái luật lệ ở bên Mỹ, ở bên Úc, bên này, bên kia rồi. Chúng nó quá hiểu rồi. Cho nên nó chỉ dùng những cái thằng ngu để làm việc cho nó, đe dọa người này, đe dọa người kia thôi. Chứ bố nó cũng không dám vác cái mặt ra đe dọa người ta. Điều em nói đó nhiều người không biết đâu. Và lịch sử cũng không ghi chép. Chắc là có, nhưng mà mình chưa có tìm hiểu hết thôi. Chứ còn ở bên này ấy, những cái lịch sử history của Mỹ này nó nói mà. Người ta nói hết à? Thì nay xà mới biết chứ, nay xà đâu có phải là những cái người cộng sản hay là cái gì đâu. Rồi các bạn thấy một cái điều nữa mà nay xà muốn nói là Việt Nam người ta rất là biết luật pháp, rất là hay. Khi mà giải phóng Việt Nam á, tại sao người ta không cầm cái lá cờ đỏ sao vàng để giải phóng Việt Nam? Đúng không? Người ta dùng cái lá cờ của những người giải phóng quân, là cái đảng đối lập với lại đảng Việt Nam Cộng Hòa, để vào đánh Sài Gòn. Là họ không dùng lá cờ đỏ sao vàng. Cái đấy là chúng nó không thể kiện được. Ngu. Cái bọn ba que nó bảo chứ phải mở lại cái hiệp định rồi kiện cái gì. Cờ đỏ sao vàng là miền Bắc. Miền Bắc đâu có cầm cái lá cờ đó để vào xâm lược hay là cái gì, để vào chiếm hay là cái gì đó. Cái đó chứng tỏ là những cái người dân miền Nam đấy, những cái người Việt Cộng đấy, người ta đứng lên để người ta đấu tranh. Còn miền Bắc ủng hộ. Hiểu chưa? Lũ ba que ngu dốt. Mày ra tòa mày nói cái gì à? Bây giờ cứ giở vờ đi. Giở vờ mở một cái phiên tòa đi. Mày bảo là miền Bắc xâm lược miền Nam thì ok. Xâm lược như nào? Khi mà vào năm 30 tháng 4 năm 75, cờ đỏ sao vàng đâu có tiến vào đâu. Nhưng mà cờ Mỹ đấy, nó xâm lược miền Nam Việt Nam. Những cái người đứng lên đấu tranh và đuổi những cái bọn Mỹ ra và gì đấy, là họ cầm cờ của giải phóng quân. Ok, kiện cái gì? Kiện mạo bố chúng mày à? Chào em gái, chào Bùi Thắm. Đúng không? Cái đó là một cái bằng chứng, nhưng mà cái đó là một cái cách của người cộng sản rất là hay. Người ta tuy rằng người ta làm cái gì, người ta cũng có cái theo cái luật lệ của thế giới rồi, cái gì nó cũng đâu vào đấy, từng cái chi tiết rất là hay. Nên là thấy nó rất là hay,
Cho nên là có dùng cái cách gì, nó có dở những cái thủ đoạn gì ra, nói là cái gì kiện tụng kiện cái gì, đúng không? Mình cũng biết dựa vào luật pháp chứ, mà cái bọn Mỹ nó cũng biết dựa vào luật pháp chứ. Tại sao mình không kiện thắng được cái bọn cái chất độc màu da cam? Vì nó nói là cái tổng thống đấy nó ký giấy cho bọn 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 Mỹ nó mang cái chất độc da cam đó vào để nó giải xuống Việt Nam, đúng không? Thì kiện ai? Lôi thằng Ngô Đình Diệm lên mà kiện, kêu nó sống dậy kiện, làm sao mà kiện thắng được. Đó là lý do tại sao mà phải kiện cái công ty sản xuất ra cái đó. Công ty sản xuất ra cái đó nó mới nói là tao sản xuất ra nhưng mà đất nước Mỹ tao không có tao được phép để sản xuất ra cái chất đó, chính phủ Mỹ không có cấm. Thì bây giờ làm sao? Chính phủ Mỹ nó mang sang để nó, bọn Mỹ nó mang sang để nó giải xuống Việt Nam, mà nó giải xuống cái thời gian đấy thằng Ngô Đình Diệm là tổng thống đúng không, hay là thằng Thiệu gì đó, thì nó phải cho phép bọn đó mang vào giải, thì bọn Mỹ nó mới giải xuống đó. Thì là cái chế độ đó nó cho phép kiện ai? Cái chế độ đó nó chết rồi, nó mà sống lại thì mình bắt nó bồi thường cái đấy, nó chết mẹ nó luôn, nó chết rồi thì thua là đúng rồi gì nữa, làm sao mà kiện được nó. Thì bây giờ chị nói trên cái tư cách là đàm phán thôi, thì nó sang nó chịu chịu rửa rửa cái chất độc đó đi, nó tẩy ở Đà Nẵng đấy. Thế bọn ba que nó ở bên này, hôm nọ lên sao còn thấy cái cờ ba que mấy này, một người Tây đi xin tiền cho người chất độc da cam, mẹ mình muốn đứng mình chửi nó quá. Cái bà người Việt Nam ngồi im không nói năng gì hết. Ủa, mình nhìn thấy đấy mình muốn, nó dán cái lá cờ ba sọc đỏ đó, xong có một cái ống tiền để đó, có một cái ông Tây đứng đó xin tiền cho những người chất độc da cam các bạn. Trời ơi mình nổi máu, mình ra mình nói chuyện với cái thằng Tây đó, mình chỉ vào cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, mình nói là những cái người này này, người ta nói là chất độc da cam uống được không có hại, tại sao bây giờ các ông này đi xin tiền cho những người này? Xong ông đó ông bảo chứ cái này nào có thật, nếu mà không tin thì cô lên trên mạng đó cô tìm hiểu rồi này kia các thứ. Xong rồi Lê Sà nói là tôi tin, nhưng mà những cái người này này, cái nó dán cái lá cờ ở đó, Lê Sà chỉ vào lá cờ, mấy cái người mà theo cái lá cờ này này họ nói là chất độc da cam không có độc, mà sao bây giờ còn đi xin tiền? Ôi, ôi điên nữa, mình nổi máu nên mình ra mình nói chuyện với cái thằng thầy ông già đó. Tại vì ông không biết, các bạn hiểu không? Ông không hiểu là cái bọn đó nó nói gì, nó chỉ nói tiếng Việt với người Việt thôi. Cho nên mình nghe thấy mình tức. Mình tức thế nào? Mình định chụp hình cơ, mình định chụp hình, như hôm đó mình có chụp ấy, nhưng mà mình không có đưa mặt người ta lên, tại vì cái đó mình cũng, tại mình không tìm hiểu, mình cũng không biết là cái luật mình đưa lên có được hay không, cho nên mình không không dám, mình chỉ nói thôi. Em hãy đào cả mộ mà thằng con chiên Ngô Đình Diệm đã đồng ý cho Mỹ giải chất độc hóa học dioxin. Chúng nó lên đài á, cái con mà ở cái đài gì nhỉ, nó nói là cái gì kiện xong rồi có cái thằng luật sư nào á, tôi nó hỏi là chất độc da cam màu gì, mẹ nghe lộn rột bịa giỏi thật chứ, mẹ bố láo bố tuyết. Hôm đó lên xả ra cái shop ấy kìa, nhìn thấy rõ ràng có một người, một bà người Việt Nam ngồi đó với một ông Tây chụp những cái hình của những cái người bị chất độc da cam đó, xong để cái cờ ba vàng ba sọc đỏ ra đó. Rồi mình điên máu, mình ra mình nói chuyện với cái ông đó, mình bảo tôi tin, ông bảo là cô không tin thì cô lên trên mạng cô tìm hiểu, bảo tôi tin tôi biết cái này là sự thật, nhưng mà cái bọn này này nó nói là không có sự thật, tại sao nó lại lại đi ra đây, nó để cái cờ đây nó xin tiền. Mình điên nhất cái vụ đấy đấy. Mẹ lần sau mà mình nhìn thấy nữa là không ra gì với mình nữa đâu. Mẹ tổ cái bọn này.
Tại vì cái bà đó, bà ấy chỉ ngồi đấy thôi, bà không dám ra, bà ấy nói chuyện với mình. Bà ấy mà dám ra nói chuyện với mình thì lúc đấy là cãi nhau to ấy, thật đấy. Hay quá, em hãy nói cho người ta hiểu. Chính bọn ba que đã đồng ý cho Mỹ giải chất độc ở Việt Nam cho thế giới biết. Đúng rồi, chúng nó nói là chúng nó có quyền, chúng nó là tổng thống mà, tại sao nó để cho bọn bọn Mỹ nó giải chất độc da cam vào đó? Thì bây giờ ra tòa kiện kiện cái gì hả? Kiện cái gì bây giờ? Nó nói là tao tao vào đấy, tao tao là đồng minh của nó thì tao mang vào. Thì bây giờ nó mang súng, mang đạn, mang bom, mang đạn vào trong Việt Nam, ai cho phép nó mà cho vào đó? Nó không cho vào đó có nghĩa là cái bọn Mỹ nó xâm lược Việt Nam rồi, còn cãi cái gì nữa? Nó chỉ dựng nên một cái chính phủ bù nhìn để nó che mắt của thế giới thôi, chứ còn thực sự là nó muốn vào đấy, nó đánh người Việt Nam, nó xâm lược theo cái cách gián tiếp, hiểu chưa? Bây giờ quay ra cứ nói những người chất độc da cam là mình không bình tĩnh được. Mà bố bọn ba que nó chất độc da cam uống được, mà giờ Mỹ nó đi làm sạch đất ở sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa để chôn bố bọn ba que à? Đúng rồi, em nói hôm đó nên xả ra nhìn thấy nên xả bực dễ sợ, nên muốn chửi nhau không? Nó ngồi bên này nó những cái người bị chất độc da cam là ai? Toàn người miền Nam thôi. Những người miền Bắc chỉ có đi đi trong chiến tranh mà đi vào cái vùng đấy thì bị ảnh hưởng, còn hầu như toàn người dân vô tội ở trong miền Nam thôi, chứ đâu phải dân miền Bắc đâu, thấy không? Xong rồi chúng nó nói cái cờ ba que là đại diện cho Bắc Trung Nam, cái tổ sư cụ nhà chúng nó. Chửi chúng nó, thế là nó muốn chiếm người miền Bắc còn gì nữa? Bắc Trung Nam, cái cờ của chúng nó chỉ là một cái miền Nam thôi, tại sao nó lấy cờ Bắc Trung Nam? Có phải nó muốn chiếm cả cái đất nước này đấy không? Thì người Việt Nam mình, người Bắc tha cho nó, ngồi ở đợi để cho nó đến nó đánh mình à? Bọn ba que nó yêu nước đâu chị ơi, nó chỉ là kẻ phá hoại đất nước, phá hoại nên dân tộc mình. Bọn nó giờ là tay sai của tàu cộng nhằm phá hoại đất nước. Đúng rồi, nó không phải là tay sai thì làm sao mà nó ăn hàng Trung Quốc mấy chục năm, nó bảo vệ hàng Trung Quốc, nó không cho hàng Việt Nam nhập vào, nó không cho người ở bên này buôn bán với người Việt Nam, rồi nó nhập hàng Việt Nam vào. Cái đó là cái thằng nào, bọn bọn cộng đồng có đi ra biểu tình người Trung Quốc, cộng sản Trung Quốc bao giờ không? Hàng hóa ở Trung Quốc nhảy sang bên Mỹ, bên Úc, bên everywhere đấy, khắp các nơi. Nó có biểu tình chống cộng sản đâu, nó chỉ phá hoại, nó chỉ hại chính cái người người dân Việt Nam ở đây thôi đó. Trong khi người ta buôn bán thì tiền thuế người ta đóng ra, người ta cũng nuôi chúng nó chứ nuôi ai. Mẹ mình không chửi chúng nó không chịu được, cứ nói đến cái này đó mình muốn chửi rồi. Nếu uống được chất độc da cam thì bọn Việt Nam Cộng Hòa nó thử uống đi. Ừ, để chứng minh. Sự cha nó bảo là tại mấy cái người đó, tại vì ăn lương khô của Trung Quốc, ăn gạo của Trung Quốc cho nên bị. Thế chúng nó ăn gạo Trung Quốc mấy chục năm nay rồi, có thấy thằng nào bị quái thai không? Cụ nhà chúng nó toàn ăn đồ Trung Quốc thôi, có thấy chúng nó bị sao? Xong mình nó bảo chứ không, tại sao không có người 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 Mỹ bị nhiễm chất độc da cam, không có Mỹ bị nhiễm chất độc da cam mà nó phải bồi thường hàng bao nhiêu tỷ cho cái những cái người lính đấy à? Chỉ cần bị bệnh gì
bệnh gan, bệnh ung thư da, bệnh gan, bệnh thận, bệnh cái gì đấy liên quan đến cái chất độc da cam đấy là nó bồi thường cho những cái người lính đó. Đáng ra đó, chúng nó sang bên đó, nếu như chúng nó đoàn kết, chúng nó biểu tình cái vụ chất độc da cam á, là người ở bên này người ta cũng theo nó rồi. Nhưng mà chúng nó không, chúng nó biểu tình cá chết, cái gì chết á, còn người chết thì nó kệ mẹ á. Thấy có vô lý không? Có muốn chửi chúng nó không? Tôi cũng đã đọc tài liệu này. Lúc đó 30 tháng 4 tên lửa đã kéo vào tận Sài Gòn, nhưng Trung ương không cho bắn vì chính sách nhân đạo. Nếu không cả hạm đội và máy bay di tản sẽ tan tành. Vậy mà bây giờ chúng quay lại chửi Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Tiếc thật, ngày đó cho vài quả tên lửa để tiễn chúng về với Chúa. Xong rồi chúng nó nói là cái gì cải cách ruộng đất. Các bạn biết cải cách ruộng đất, nếu như mà người ta không bắt chúng nó đi đi học tập cải tạo á, thì chúng nó cũng sẽ bị như những cái vụ cải cách ruộng đất, người dân sẽ tự xử chúng nó. Không khác gì cái năm cải cách ruộng đất cả. Tại vì cái sai thời đó là sai, là tại vì để cho người dân tự xử. Đúng không? Cho người dân đấu tố, cho người dân mang ra đấu tố, nhưng mà nó vẫn là xử. Chứ đâu như chúng nó cầm súng bắn vào đầu người ta ngay giữa đường, giữa chợ đó. Đúng không? Chứ năm 70 năm mà cứ để cho người dân tự trả thù thì cái bọn ba que đấy có bây giờ có đường ngồi ở bên Mỹ không? Chết mẹ chúng mày rồi. Nó mang đi học tập cải đạo tạo cũng là một sự nhân đạo cho chúng mày đó. Bởi chỉ có chế độ Cộng sản mà Cộng sản Việt Nam mới có nhân đạo nhất, mà Bác Hồ là vị thánh nhân đạo của người Cộng sản Việt Nam mình. Đúng rồi, là như vậy đó. Tại vì từ cái vụ mà từ cái vụ cải cách ruộng đất ấy, là để cho người dân tự xử cái bọn địa chủ, cho nên mới xảy ra những cái cảnh giết oan, đúng không? Tại người ta thù ghét cá nhân là người ta giết oan, người ta đấu tố cho nên bị chết oan. Cho nên từ cái đấy người Cộng sản mới rút kinh nghiệm. Khi năm 70 năm á, người ta không cho người dân tự xử, mà người ta cho những cái người mà nằm trong chế độ đó đi học tập cải tạo, để tránh những cái trường hợp cái gì thù cá nhân, giết lẫn nhau rồi loạn cái xã hội đó lên, cho nên người ta mới bắt đi tù cải tạo. Nào là vậy, hiểu chưa lũ ba que? Chứ không để chúng mày thả chúng mày ra đường ấy, người ta đập chết. Bây giờ nói như những người ăn trộm chó đấy, chỉ cần một thằng đi ăn trộm chó thôi, cả cái làng ấy xông vào đập cái thằng đấy, huống chi là nó giết một con người. Đúng không? Cái đấy là sự thật của người dân Việt Nam đó. Mà đi ăn trộm chó ấy, cả cái làng ấy nó đánh cho bên nhà ra, đánh cho chết như chó. Thì thử hỏi em ấy, nếu cái thằng kia mà bắn một người chết mà gia đình họ, hàng dòng họ người ta thù, người ta có trả thù không? Cho nên bắt chúng nó đi tù cải tạo là làm phúc cho chúng nó rồi. Bởi chị, à, em nói rất đúng. Chống cộng gì vì dân sự nên bọn ác ôn và các con chiên địa chủ phản động mới chết, một số bị oan nhưng rất ít. Đúng là như vậy. Chứ ngày xưa cái năm chết đói, năm 40 năm á, Lê Sảng nghe đó, trời ơi cái bọn địa chủ nó khốn nạn lắm, nó coi người dân á, cái gì những cái người đi ở cho nó đấy, xong rồi ăn vụng cám lợn đấy, nó cũng đánh, nó cũng chửi. Cho nên khi mà người ta giành được cái quyền đấy, người ta căm thù chúng nó, các bạn hiểu không? Đó là lý do tại sao bị đấu tố, cái bọn địa chủ bị đấu tố vì cái sự căm hận của người dân Việt Nam.
Ngay như chỉ cần con chó của nhà mình bị một thằng ăn trộm nó ăn cắp thôi mà người ta thù ghét, người ta đánh như thế, thì huống gì là giết một con người, đày đọa một con người. Chúng nó phải hiểu như vậy chứ. Cái đó là sự thật. Ok. Nói đến đây thôi, khản hết cả cổ ấy. Bye bye các bạn nhé. Chúc một ngày vui vẻ.